Nhưng miệng nó đi, ai cho mày cái hoa hậu đó vậy? Cái miệng á thì như là trội rộng tới đây nè, trội nhan sắc thật là mỹ miều, đeo vàng khúc 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 vậy nè. Trời ơi má ơi, má quê vừa thôi má nha, quê quê vừa chừa cho người khác quê với quê gì đó mà quê lộ liễu hà, bây giờ ai đeo vàng xưa rồi cưng chứ không sạn mà bự bự với chị nè, phải đáng sợ nè đúng không? Trời ơi, toàn là những cái em thù địch không hà, lên ghen tị với chị Hằng. Cho em thôi, em nói thêm vài lời nữa đi. Em nói nó chưa có hết ý. Là sáng á, nghe nói là chị hai nói em vậy nè, thấy em đổi cái viên miệng tội nghiệp em đúng không? Em nói chị nghe nè, chị cũng là doanh nhân, em cũng là doanh nhân, chị làm như em chơi. Em thách chị để làm được như em. Em là hoa hậu doanh nhân thành đạt tại Pháp năm 2019. Chị đi Pháp làm hộ em cái. Không có ai dám đâu chị ơi. Nghe tới trên chị người ta sợ chết. Về những cái cuộc họp báo đi, hoặc là những cái talk show nào đó đi, người ta mở ra người ta có ai dám mời chị không? Nghe tới tên chị người ta sợ chết. Em thì nói thật nha, em không có giàu bằng chị đó, nhưng xin lỗi, nhân cách em hơn chị nhiều đó. Em đi tới đâu ai cũng quý yêu quý mến em, trừ những người chưa chơi với em, họ không biết em. Chứ ai chơi với em rồi họ rất quý mến em. Vì sao? Vì em rất là hòa đồng. Em không bao giờ em tự cao tự đắc là em đẹp không quý vị. Em giàu có, em chơi hột xoàn lớn không mà. Một xoàn là toàn hột xoàn giả không mà mấy ba ơi. Có người yêu thương là sẽ có người ghét. Chị cũng vậy. Có người yêu thương chị, có người ghét chị. Em cũng vậy. Có người yêu thương em, có người ghét em. Nhưng xin lỗi nha, yêu thương em nhiều. Có những người người ta theo fan của chị, người ta ghét em thôi. Chị thấy không? Trên thế giới coi được bao nhiêu người, bao nhiêu người ủng hộ chị. Còn em, người ta ủng hộ em. Nha, cái điều này khẳng định. Em muốn tự cao, tự đại, tự đắc. Em không nghĩ mình là mẫu nghi thiên hạ. Em hơn chị ở chỗ đó. Còn chị nói nè, cái miệng em tới mít ta vậy à. Em xin lỗi chị nha. Trời phú cho em cái miệng như thế này rồi. Chứ em nói thiệt với chị có tiền, chị biết chơi thì người ta cũng biết chơi. Chị biết xài, người ta cũng biết xài. Em đây cũng biết xài. 20 triệu à chị, đi mai lại cái miệng chị ấu là đẹp rồi. Nhưng mà không làm. Vì sao? Vì trời cho mình cái miệng để ăn nói. Miệng nói ra tiền, ra nhà lầu xe hơi. Chứ miệng không có nói để đi tù. Miệng không có lên chửi của người. Nói chuyện cũng nói lịch sự đàng hoàng. Không, nói thì ai cũng nói, nhưng mà mỗi người có một cách nói khác nhau. Tại sao cái người đó người ta nói yêu thương, còn mình sao mình nói ai cũng ghét mình? Vì sao? Vì mình quá ngông cuồng, người ta mới lên nói mình. Chứ sao bao nhiêu người người ta không nói? Mình phải nhìn lại mình đi. Mà nói đụng tới một cái là dìm người ta, cho dìm người ta là bị thương luôn đó. Từ chết tới bị thương đó. Chị ơi, nhìn lại mình đi. Nhìn lại mình xem nó như thế nào. Sao người ta nói mình? Chị không nhìn lại đâu. Ai nói chị là chị không có chịu. Chị phải nhất 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 nhất. Chi vậy? Mình sống, mình có tiền, mình đi ra, mình phải có bạn bè chơi vui. Chứ còn giờ, trời ơi trời, mình chơi với cái công ty của mình không? Và những cái người mà người ta làm kinh, người ta kiếm tiền, người ta bưng bộ bô mình. Trời ơi, vậy có tiền để làm gì vậy chị? Có tiền người ta phải đi ra, người ta chơi với bạn bè, người ta giao lưu, người ta đi chỗ này, chỗ kia, bạn bè. Sống vậy nó uổng phí cuộc đời, muốn chết luôn. Chứ đâu phải là hay ho gì đâu. Em thì em còn quang minh chính đại lắm, em muốn sợ ai chứ á. Dám ăn, dám nói, dám làm. Mà nói thật, nói đúng. Người thật, việc thật. Chứ muốn nổ trên mạng. Còn chị nói với mấy đứa nè, mấy đứa mà ghen ăn tức cỡ với chị đó, tổ tiên ba đời mấy đứa, cái đầu gom lại chưa bằng cái đầu chị nữa mấy đứa. Hiểu chưa? Còn chừng nào mấy em làm được như chị đi. Từ thiện thì chị đây cũng làm từ thiện nhiều rồi, không phải nói nhiều. Nói lại người ta lại khoe, tối ngày khoe từ thiện nữa. Nhưng mà nói đây cho mấy em biết, chị đấy có ngại gì đâu. Vì chị nói chị không có sợ. Chị là người biết thượng tôn pháp luật. Chị quê hương là Trùm Khế Ngọt mấy đứa em. Còn nói chị hai nè, bây giờ em không nói chị thì người khác cũng nói chị à. Mà chị nói đúng đi. Ai nói chị được chị hai? Đúng chưa nè? Chị nói sai người ta mới nói chị. Còn em đây à, em lên nói em vẫn ngồi nói chuyện lịch sự đàng hoàng. Nó là cái ở em, ở cái em hơn chị là cái ở chỗ đó. Còn xin khẳng định một điều nữa, nhân cách hơn chị, tiền thì thua chị.
Mấy ngày nay xem tình hình là bên nội công điện với hột soạn á là coi như là chéo qua chéo lại. Nhưng mà ta nói bận bịu rồi á, sau khi mà tìm hiểu rồi đó mới phát hiện ra một điều. Bên nội công điện á là ta nói là văn bình văn học vị. Nói chuyện câu nào là nhẹ nhàng tình cảm mà thân thuộc. Còn bên hột soạn ha, tôi để ý có một cái clip của con mẹ đó. Con mẹ nói gì nè? Tụi bay á đi theo ông thầy Thích Minh Tuệ làm gì? Hả? Ổng có cho tụi bay được cái gì không? Theo cô đi. Mai mốt á, nhà tụi bay á có ai bị tim, tai nạn xe đồ chết đó, bệnh đồ đó, đi lại quỳ khóc lóc với cô thì quả mai cô thương tình, cô búng cho một số tiền để mà cứu lấy mạng sống. Ác không? Ác mồm ác miệng không? Bây giờ tôi nói cho mọi người nghe nè, ông thầy Thích Minh Tuệ ổng không có cho ai được đồng nào hết trơn, nhưng mà ổng cho người ta được cái chân lý sống, cái lý lẽ sống. Khi mình bị thiên tai mình cũng cảm thấy là mình không đau khổ đến mức độ mà phải tự tử. Rồi khi mà mình không có cơm ăn áo mặc, mình nhìn vô ổng là giống như là mình bữa nay mình làm không ra tiền đi, mình nói trời ơi tôi tức quá, sao bữa nay tôi làm không ra tiền, tôi nghèo tôi khổ phải không? Nhưng mà mình nhìn ổng cái nói ờ thì thôi, ngày cũng hai bữa cơm, bữa nay mình không tiền, ngày mai mình có tiền đó. Cái chỗ đó là ổng cho mình đó, ổng cho mình cái sự lạc quan yêu đời. Còn bây giờ mấy bạn nói cô mấy bạn là trường tồn đúng không, là sinh ra là để có tiền để giúp người này người kia đúng không? Đi vô trung tâm anh bú giúp giùm tôi. Trung tâm ung bú nếu mà có tiền mà để cứu tất cả những người đó, mà cứu sống hết tất cả, không có còn đau thương, không có còn khổ khổ cực. Tôi nói thiệt với mọi người, nhiều khi người ta bệnh không phải người ta nghèo người ta không có tiền mà người ta bệnh đâu, thậm chí người giàu vẫn bệnh mà. Mà nếu như nói á có tiền như cô, để có nhiều người như cô để cứu người á, Đức Phật ngày xưa làm rồi. Đức Phật ngày xưa rất là giàu, hột soạn đeo từ đầu tới chân, vàng đeo từ đầu tới chân, quần áo cẳng vàng cẳng hột soạn là chuyện bình thường. Nhìn mấy cái người mà danh nhân Ấn Độ coi, người ta đeo vàng cỡ nào, hột soạn cỡ nào, nhưng cuối cùng người ta có thoát được sinh lão bệnh tử không? Không. Cái gì mà nghĩ làm sao mà đi kêu á, đi nịnh đi, để mà có bệnh tật bệnh đồ này kia, người ta đâu có cần. Người ta cần là cái sự an lạc, cho dù ngày đó người ta không có mâm cao cổ đàn người ta ăn, nhưng mà vợ chồng con cái người ta sum vầy lại người ta ăn bữa cơm, anh em người ta gặp nhau là người ta vui rồi. Còn cái chuyện tôi nói sân si nè, nói cái áo thôi, nước ngoài có, nước Việt Nam có, xưởng này xưởng kia người ta tranh đua nhau người ta in. Đúng là ông thầy ông không cho ai được cái gì, nhưng nhờ cái hiệu ứng của ổng, các xưởng may người ta cũng in ra, người ta bán được số đồ. Các nhà thiết kế không cần phải vẽ bản vẽ hay là giờ vẽ cái hộp này hộp kia vậy chứ, chỉ là mấy mảnh vải ghép vô là ra một tác phẩm nghệ thuật. Rồi họa sĩ nè, nghề nail nè, cái gì người ta cũng sáng tác trên cái đó. Vậy thử hỏi cô sống vì nước vì dân, có ai đem cô ra để mà biểu tượng tôn thờ không? Cái nồi cơm điện vậy đó, từ nước ngoài người ta bay về, người ta còn thỉnh cái nồi cơm điện bay về bển. Có ai thỉnh hộ của cô đi chưa? Chưa đúng không? Tôi rất là ghét cái kiểu á tôn thờ người này, phỉ báng người kia, nhục mạ người nọ. Bạn giàu thì bạn ăn, dòng họ bạn chưa chắc được hưởng, con cái bạn sau này chưa chắc được hưởng. Nhiều người giàu giàu kến xì xô luôn, nhưng mà cuối đời còn chưa có cái hòm để mà nằm cho đàng hoàng nữa. Bạn nhắm á, tiền của bạn á, bạn mua được cái mạng sống của bạn suốt đời không? Lột lông mà để sống hoài không? Hay là ai rồi cũng phải về miền cát bụi? Cho nên người ta mới bỏ tất cả những cái hào nhoáng bên ngoài,
tranh đua nhau để người ta đi tìm cái chân lý, người ta tu giải thoát. Vậy tại sao, tại sao lại đem người ta vào câu chuyện drama này? Tại vì ổng không có kêu gọi ai hết, nhưng mà có một số người tình nguyện đi quét đường cho ông thầy đi. Ông sư kêu ông thầy, ông sư bắt công bắt lỗi nữa. Ông Minh Tệ đi. Kêu bằng ông Minh Tệ đi đi. Rồi có một số người ta đem nước, đem đồ theo. Còn cô á, muốn có đám đông á, mà để mình lại chiêm ngưỡng cô á, thì cô phải sao? Miễn phí. Trong tất cả những cái số người mà đến xem cô đó, một phần ủng hộ cô, một phần hiếu kỳ, một phần gì truyền thông, người ta đến. Chứ chưa chắc mấy ngàn người hay là cái gì đó là toàn tâm toàn ý mà thương cô hết. Còn những người đi theo ông thầy Thích Minh Tệ, vì cái gì tôi chưa nói, nhưng mà người ta chịu nắng chịu nôi, người ta đi theo là người ta đã gì rồi. Cô có chịu được vậy không? Cô ngồi chút xíu, cô phải máy quạt, phải điều hòa, phải này kia. Cô phải ca hát nhảy múa để mà thu hút cái này kia. Còn cô nói lấp la lấp lửng là để làm gì? Cô thủ cái đường cô lui chứ gì, đúng không? Nếu như ông thầy Thích Minh Tệ cô tìm được bằng chứng ổng này nọ thì cô đem lên, cô giật quạch tẹt, cô banh, cô xé, cô này kia. Còn nếu như cô không có thì tôi bữa đó tôi chỉ nói như vậy thôi. Cái đó là hình thức marketing ha, kêu gọi để tới ngày đó người ta hiếu kỳ, đúng không? Người ta hiếu kỳ, người ta sẽ đi đến Đại Nam để người ta xem coi chuyện gì đến đó. Đúng chưa? Một lần này thôi, đừng có làm nữa. Tu với tù nó gần cả hai bên, nhưng mà cái tù nó dễ đi hơn là cái đường tu. Đúng không mấy gì? Đúng không mọi người? Muốn đi tù dễ lắm. Muốn đi tù rất là dễ, ai cũng đi được. Già trẻ lớn bé gì đi cũng được chứ. Nhưng mà đi tu không phải ai đi cũng được nha. Nè, tao chơi cho tụi mày biết thế nào là lễ độ. Nếu cần tao chơi lực rừng á, chơi lực rừng á, bỗng nhiên bị đánh đánh thấy mẹ đánh chịu nha. Chịu biết nha, chịu biết nha. Bye bye, bye bye. Nên người ta nói một câu, có tài phải đi đôi với đức, tài đức phải vẹn toàn thì mới tốt cho tất cả mọi người. Còn cái tài mà không có đức thì dễ hại người hại nước. Người giàu á mà biết tu á là phước của người nghèo, mà người nghèo á biết tu á là phước của xã hội, của đất nước. Bạn biết tại sao người nghèo biết tu thì tốt cho xã hội, cho đất nước không? Là khi bạn biết tu tập, không có nghĩa là bạn phải cạo đầu đi tu, nhưng mà bạn biết giữ giới, một trong những cái giới cơ bản của đức, của đạo Phật: không tham lam trộm cắp, không cờ bạc rượu chè, không ma túy. Những cái điều đó gây nên tệ nạn xã hội là bạn đã làm công dân tốt, bạn đã giúp ích cho đời.